Năm chiếc bánh mến chào anh chị em. Anh chị em đến giáo xứ Minh Đức, giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường, kính viếng Đức Mẹ Đau Thương, nơi có tượng Đức Mẹ cụp đầu, và cùng tìm hiểu sự tích này như thế nào. Anh chị em biết rằng, nơi đâu có Thiên Chúa, ở đó luôn mang đến cho con người bình an và hạnh phúc. Cũng như thế, ở đâu có mẹ Maria, ở đấy cũng không thiếu bình an, nhất là tình mẫu tử chăm sóc của mẹ Maria dành cho con cái khắp nơi. Chúng ta không ngạc nhiên, ở nhiều nơi, giáo hội Công giáo luôn tôn kính ảnh tượng Chúa Giêsu và Đức Mẹ như sự hiện diện của Ngài. Nhà nguyện nhỏ là đài Đức Mẹ, có hai tượng Đức Mẹ. Ở trên đỉnh đài là pho tượng Đức Mẹ mới từ ngày 13 tháng 10 năm 2018, được chuyển từ Fatima, Sài Gòn. Còn ở dưới là pho tượng cũ Đức Mẹ cụp đầu. Nhiều người hỏi, Đức Mẹ cụp đầu ở đây phải không? Thực ra, không có Đức Mẹ cụp đầu. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, thì ai làm gì được Đức Mẹ? Mà đây chỉ là tượng Đức Mẹ cụp đầu mà thôi. Dưới chân đài Đức Mẹ cũ có ghi năm 1936, tháp chuông sập. Năm 1932 đến năm 1975, sập nhà thờ và tháp chuông lăn lóc, chỉ còn lại đài Đức Mẹ. Vào năm 1976, có hai ông bắn nát đầu Đức Mẹ. Trong vòng một tháng sau, hai ông bắn đầu Đức Mẹ chết. Một ông bể đầu, chết ngay ngã ba Sa Cát. Một ông tổ chức đi Vũng Tàu chơi, giao súng cho người nhân viên ngồi trên bờ. Người nhân viên ngồi trên bờ, nghịch súng thế nào, bị cướp cò, đạn bay đúng đầu sếp. Chuyện của đài Đức Mẹ cụp đầu. Lúc vẫn còn ở trường học, có hai gia đình lương cách đấy 7 cây số, nghe thấy bà Thiên mất trâu đi xin bà. Người ta kể lại, có một gia đình có hai con bò đi lạc. Họ đến đài Đức Mẹ ở trường học, đốt nhang đốt nến cầu nguyện. Tự nhiên hai con bò trở về. Một gia đình ở bìa rừng, nghèo quá, con đau bệnh, không có tiền đi bệnh viện, xin bà chữa lành cho. Qua các sự kiện đó, người Công giáo lên trường học nơi Đức Mẹ đọc kinh, người lương mang hoa quả, hương đèn đến thắp hương khấn với Đức Mẹ. Năm 2017, Tòa Giám mục Phú Cường bổ nhiệm cha xứ Tiên Khởi. Ngài về được 5 tháng thì kiệu Đức Mẹ về nơi đất mới này. Chúng ta kết hợp với Đức Mẹ, nhờ đó mỗi ngày ta sống tín thác vào Chúa, và chính Chúa sẽ thực hiện những giá trị phép lạ, những dấu chỉ không chỉ ban cho những người đến cầu xin ơn theo sự nguyện, mà cho bằng ơn Chúa đổ xuống trên vùng đất đó. Đây là biến cố lịch sử thật, khơi dậy đức tin cho anh chị em.